Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam chín và 7146577866 Happy jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. HQ Sing cùng với Bose JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24 trên 7 miễn phí trọn đời sản phẩm. chúng tôi đang gửi đến quý vị một bản tin và để cho thấy rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn với những công ty bao gồm các công ty ngoại quốc kể cả hoa kỳ nữa sử dụng công nghệ ai giờ đây thì cái chữ ai nó trở thành một chữ danh từ luôn rồi khi mà nhắc tới ai à, mọi người nên biết à, nếu mà chưa biết thì cũng nên biết ai artificial intelligence à, trí thông minh nhân tạo bởi vì ai hiện nay bắt đầu được áp dụng thế thì một trong những công ty ở Houston Texas và bản tin cho biết là có cái sự tài trợ của đảng cộng hòa ở đây đó bắt đầu muốn tạo nên cái sự phá đối với các cuộc bầu cử và vì thế họ đã gửi đi hàng ngàn hàng trăm cú điện thoại gọi là robocall robocall là điện thoại máy rất là hay thưa quý vị đưa vào cái hệ thống điện toán đó bao nhiêu cái số điện thoại của người dân các cử tri đặc biệt là họ có được cái danh sách của cử tri Đảng dân chủ là họ bấm một nút thế là người máy. Ngày xưa đó thì cái hệ thống đó chúng ta cũng nhớ là có những cái cú điện thoại mà nhắc lên nghe cái giọng giả giả đó gọi đến là ồ oh, đây là điện thoại gọi đến từ đâu từ đâu. Cái chuyện đó FCC đã từng cấm rồi và kể từ đó về sau theo cái đạo luật bảo vệ người tiêu dùng ở Mỹ này thế nhưng giờ đây đó lại lòi ra thêm cái tình trạng AI áp dụng trí thông minh nhân tạo để gọi. Và cái việc mà áp dụng trí thông minh nhân tạo này nó tinh vi hơn là ngày xưa nhiều. Chúng biết gọi và chúng biết có thể canh đặt vào cái thời điểm nào đó người đó ở nhà hay là à, phân tích được cái số điện thoại đó của người dân chủ cộng hòa vân vân. Nó ghê gớm hơn nhiều. Còn ngày xưa đó robocall là cái đứa nhắm đại không cần biết Phần lớn là những cái vụ gọi robocall là nhằm mục tiêu đó. Thứ nhất là uh, quảng cáo, quảng cáo vô tội vạ, bất cứ ai uh, chúng gọi được thì chúng gọi. Nhưng mà ngày nay đó, mục tiêu của AI nó có một cái ghê gớm hơn là lừa đảo luôn đó. Bởi vì sao? Giả giọng người như thật một ngày nào đó và cái chuyện đó đã xảy ra rồi tự nhiên nghe một cái giọng nói giống như là Cha mẹ của mình hoặc là con gái của mình gọi tới bố ơi con đang bị kẻ này nó bắt nè bây giờ bố phải đóng tiền gieo tiền 5.000 Mỹ Kim không chúng giết con Rồi sau đó một cái giọng đàn ông nói lên à đó con gái của ông đã gọi nó như thế đó Mà cái người có những cái trường hợp mà sợ quá không à, đi gieo tiền ngay lập tức mà không biết được bởi vì sợ quá chỉ biết là bảo vệ tính mạng trong khi con gái nó lại đi chơi ở chỗ khác mà bố mẹ lại không liên lạc được với con gái thì đó là trường hợp mà FCC ngày hôm nay tuyên bố cấm và xem đó là bất hợp pháp bất cứ ai sử dụng AI để làm giả giọng nói gọi đến điện thoại cho người nào đó phá bệnh, phá dối và thậm chí trục lợi gây hấn vân vân đe dọa Đều là bất hợp pháp hết tất cả. À, tin tức này được FCC đã chính thức được đưa ra ngày hôm nay sau khi à, nhận được cái lời than phiền từ bên phía New Hampshire. À, có tới hơn 26 các tổng trưởng lý hay là biện lý của của các tiểu bang đã ủng hộ cái quyết định của FCC ngoại trừ Texas. Bên phía tổng trưởng lý Texas không ký vào cái văn bản này. À, họ nói họ có cái luật lệ riêng không cần thiết mà fcc để đương nhiên quyết định của fcc là quyết định của liên bang thưa quý vị cho đến khi nào à, có cái sự chống đối của tổng thống hay như thế nào đó thì nhưng mà ngay bây giờ để bảo vệ chiếu theo luật bảo vệ người tiêu dùng fcc tuyên bố ai không được sử dụng trong trường hợp gọi điện thoại đến nhà người khác và thưa quý vị, cảnh sát ở Tennessee từ tối ngày hôm qua cho đến bây giờ liên tục đưa ra cái cái tin tức truy lùng một nghi phạm sau khi tên này đó đã bắn hai người deputy vào buổi tối hôm qua và một người deputy đã chết ở trong bệnh viện Còn người nữ cảnh sát cũng đang bị thương Thì đây là hình ảnh của Kenneth The Heart 42 tuổi Phía cảnh sát ở Tennessee cho biết là Chiều tối hôm qua, à, không biết lý do vì sao, chắc y đang lái xe thì y phạm luật giao thông. Đây là hình ảnh từ cái body camera của người nữ cảnh sát bị thương. À, ông Deputy Greg McCowan thưa quý vị, ông đã bắt uh, The Heart phải ngừng xe thì y cũng ngừng bình thường nhưng mà lúc mà hai người cảnh sát đang tiếp cận để hỏi giấy tờ đó thì tự dưng y giả vờ là giống như là hợp tác nhưng mà rất là nhanh y móc một cây súng ở trong đang đeo ở trong lưng quần đó thưa quý vị bắn vào người của ông cảnh sát mà khô ông bị trúng hai phát đạn ngã xuống thì cô nữ cảnh sát đó cổ cũng bị trúng một phát vào chân như à, cô cũng bắn trả nhưng mà không có trúng y thế là y phóng xe chạy mất thì à, bây giờ phía cảnh sát cho biết là có người dân báo À, ngày hôm tối ngày hôm qua thì à, họ thấy được y là ở tại Maryville là cách cái nơi y bắn cảnh sát Knoxville khoảng 17 dặm thôi quý vị Thì bây giờ phía cảnh sát họ đã đưa ra cái tiền thưởng lên đến à, 10.000 Mỹ Kim Nhưng mà khuyến cáo người dân là không nên tiếp cận bởi vì y à, rất là nguy hiểm không biết được y mang bao nhiêu cây súng ở trong người Ngày hôm nay tiểu bang California đang chuẩn bị và đã đưa lên bàn của ông Gavin Newsom và liệu rằng chỉ cần chữ ký của ông thôi, cấm túi nhựa toàn bộ luôn. Một cái điểm đáng lưu ý đó khi mà chúng tôi vào trong các siêu thị đó, khi mà được người hỏi, người bán hàng, điểm này cho thấy họ hay hỏi lắm. À, anh có cần túi nhựa không? Hỏi có vẻ như là à, có cần thiết không? Mặc dù họ thấy mình mang có một vài món họ cũng hỏi và điều đó để cho thấy rằng cái tiền 10 cent đó có thực sự vào túi của California không? Ừ. Bởi vì cái tiêu chuẩn đó, 10 cent đó, đó là phải trả ngược về để California đóng vào cái quỹ bảo vệ môi sinh dọn dẹp. Nhưng mà các siêu thị mình không biết được họ có nộp toàn bộ hay không, nhưng mà số lượng túi nhựa mà các siêu thị bán ra nó khổng lồ thôi. Ngày xưa đâu có bán đâu mà California tưởng là cái luật này sẽ khiến cho người tiêu thụ đó giảm bớt việc mua túi nhựa. Điều đó <laughs> hoàn toàn đã đi phản tác dụng. Báo cáo mới nhất cho thấy người dân California tỉnh bơ 10 sen rẻ quá. Không có ai mà đi vào mang túi hết. Cái số lượng mua túi nhựa và vì đế có thể mang lại một cái khoản lời lớn mà có thể là California không có hưởng lợi gì hết. Cho nên ngược lại đó, họ nói cái số nhựa mà các gia đình California sử dụng nó còn nhiều hơn so với thời gian cấm. Oh, wow. Lạ ghê mà. California tưởng á, là bởi vì cái 10 cent đó sẽ khiến cho chúng ta không tiết kiệm để chúng ta nói ồ thôi, mình lấy túi uh, thường là các bao đó. Nhưng mà bao nhiêu người bỏ bao trong xe để mà đi vào thì lẽ đương nhiên có những người họ biết thì họ sẽ làm điều đó thì đây là một cái vấn đề à, chúng ta cũng thấy là có những cái điều mà nó hơi vô lý trong cái việc cấm túi nhựa của california mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo